đợt này nó chỉ 1 điểm thôi, như vậy thì cái mật độ dòng nó sao ạ? Nó tăng thì cái chỗ đó giải phóng, hay là những người mà hay bị cái liệt mặt ngoài biên thì cái mặt mình nó đâu có ngay, nó gồ ghề chứ đâu ngay. Và khi mình tiếp xúc đây, đây là cái gọi là gì, gò má thôi, khi mà gò má vậy cái mình dán vô này thì nó có điểm à, mặc dù cái miếng nó rất to nhưng mà điểm tiếp xúc nó có 1 điểm thì cái mật độ dòng ở chỗ đó rất cao. Và đa số là sau khi điện phân cái mặt thì không biết làm sao, nhưng mà sau đó nó phỏng, nó đen thùi lùi ngay chỗ này. Các chị đó tôi nghĩ là trên lâm sàng thì cũng hay gặp vì lý do đó, cho thành ra chúng ta nắm, chúng ta mình nhớ cái chuyện đó phải cẩn thận. À, trong trường hợp là hai cái tích điện cực bằng nhau thì mật độ dòng ở vùng nông của cơ thể sẽ cao hơn vùng sâu, thì cái nguyên tắc là do đó chúng ta phải cố gắng làm sao để kích thích nó ở cái vùng này sâu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta để mà nó gần quá thì nó không có đến sâu, nhưng mà nếu chúng ta để xa hơn tí xíu mà đừng có xa quá, xa vừa vừa thì nó để đủ đến sâu để nó kích thích cái thần kinh. Nếu mà chúng ta để gần quá thì nhiều khi chúng ta tăng cái cường độ lên rất cao mà nó không có chịu kích thích hoài, chúng ta phải tăng hoài, và khi tăng quá thì nó lại mật độ dòng, tại vì mật độ dòng thì bằng cường độ chia cho cái diện tích của miếng dán. Và chúng ta để sát lại thì chúng ta phải tăng cường độ lên rất cao, mà tăng hoài nó không được là bởi vì nó nóng, thì càng tăng thì nó càng dễ gì dễ hỏng. Nên là chúng ta thường thường ta mới khuyên là nên cách nhau cái khoảng cách là 5 cm, giống như tôi nói trên là vì lý do này chứ vậy. Nhưng mà để xa quá thì sao ạ? Để xa quá thì nó xa quá thì sợ cái cường độ nó không đủ, nên là mình cũng phải tăng, mà tăng như vậy thì cái cường độ không có tốt. Nên ta khuyên thường thường là khoảng 5 cm là vì lý do đó. À, chúng ta phải nhớ cái chế độ CC CV, thì chúng ta lại nói về cái định luật ohm, nãy V bằng I trên R. Thì ví dụ như chúng ta dán cái điện cực thường thường, chúng ta nhớ là khi mà chúng ta dán cái điện cực cố định thì thường thường trên máy người ta hay chọn chúng ta là chế độ CC. CC có nghĩa là cường độ cố định. Khi cường độ cố định là vì sao? Cái này nó hơi hơi chúng ta hơi nhức đầu cái. Khi mà cường độ cố định thì da nóng thì nó sẽ giãn mạch, chảy mồ hôi làm cho R giảm. R giảm, nếu chúng ta đặt cái chế độ CV thì có nghĩa là V cố định, thì như vậy cường độ sẽ tăng. Đó, chúng ta thấy khi cường độ tăng, tại vì ví dụ như chúng ta chỉ cài cái chế độ ten tần số cao, và khi ten tần số cao thì có nghĩa là chúng ta phải điều trị thời gian lâu, mà khi điều trị thời gian lâu thì có nghĩa là sao ạ? À? Thời gian lâu thì khả năng gây phỏng rất là cao. Và nếu mà chúng ta cài chế độ CV thì dù trời nóng được nó ra mồ hôi, thì lúc đó khi mà cái R nó giảm, tức là kháng trợ nó giảm, nãy mình nói kháng trợ là gì rồi, thì như vậy nếu chúng ta cài cái chế độ CV có nghĩa lúc mà V cố định thì cái thay đổi cố định là bắt buộc phải là Y, và khi Y tăng thì là mật độ dòng nó sẽ tăng thì lại dễ gây phỏng. Đó các chị nhớ, đa số là khi mà chúng ta điều trị mà thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này, nên thành ra vì lý do đó chúng ta điều trị là lưu ý. Đương nhiên là chúng ta phải loại trừ những trường hợp chúng ta dán nó sai thì chúng ta phải chọn, và cái này nếu có cơ hội thì những lớp học tôi cứ đố tới đố lui thì nhớ nó hơi lộn xộn tí, cái này là về cơ bản nha. Còn khi mà chúng ta dán cái điện cực mà không gì đó, hoặc là cài những máy khác nó lại chọn một cái chế độ CV vì lý do ta biện luận cái kiểu khác đó, chúng ta phải hiểu được cái đó. Nhưng mà chúng ta nhớ cái nguyên tắc, thường thường nhớ cái nguyên tắc chung, đa số là ta chọn CC nhưng mà không hẳn là nó đúng, không hẳn là đúng. Nếu chúng ta đặc biệt là những cái dòng mà điều trị mà có cái độ rộng xung mà nó dài thì rất là dễ phỏng trong đó. Ở đây thì có tiên tri thì có lẽ là tôi dừng ở đây để cho thầy Hải nói, rồi tí nữa khi mà thực hành thì chúng ta sẽ nói cái phần điều gì cho các bạn thực ra nó dễ hơn. Trong thời gian đó các anh chị ngồi giảng ngồi đọc này kia thì chúng ta hình dung điên, mà điên thì dễ bỏ, chúng ta đi dễ điên lắm, chúng ta sẽ rất là dễ nhức đầu. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nắm được á thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Và thôi xin dừng đây, xin cảm ơn các đồng nghiệp đã lắng nghe, cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đăng Khoa. Xin giới thiệu với hội nghị là có tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng, giám đốc bệnh viện tỉnh Vĩnh Long tham dự của hội nghị hôm nay ạ. Dạ, xin mình giới thiệu tiếp tục chương trình. Tôi xin giới thiệu anh Phạm Hồng Thái, đại diện công ty Hải Minh, giới thiệu giải pháp robot tập dáng đi trong phục hồi chức năng và máy tích điện trong phục hồi chức năng lão khoa. Xin mời anh. Lần đầu tiên trên cho Thái xin được tự giới thiệu về bản thân. Em là Phạm Hồng Thái, là phòng kinh doanh của văn phòng đại diện Hải Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì để tiếp nối cái bài đào tạo về điện trị liệu cơ bản của thầy Nguyễn Đăng Khoa, thì sau đây Thái xin giới thiệu tới quý anh chị, quý bác sĩ một cái giới thiệu về cái robot y tế và giải pháp điện trị liệu ứng dụng trong phục hồi chức năng lão khoa, hồi sức và thận nhân tạo. Thì ở trong cái bài giới thiệu của Thái thì nó sẽ có hai mục. Một là hệ thống tập robot tập dáng đi hai queen của Đài Loan và máy kích thích điện tần số thấp điện cực dạng bao cuốc G-Tech của Nhật Bản. Cho phép Thái xin giới thiệu đôi chút về công ty Hải Minh. Thì công ty Hải Minh được thành lập vào ngày 5 tháng 3 năm 2010, gồm có ba văn phòng đại diện ở ba miền. Miền văn phòng Hà Nội thì ở tầng 10 tòa nhà Gold Tower số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Văn phòng Đà Nẵng thì ở số 103 Dương Tiến Trạch, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Và văn phòng thành phố Hồ Chí Minh cùng với phòng khám là nằm ở số 22 Bùi Thị Xuân, phường 2 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và các kênh truyền thông của Hải Minh thì website thì gồm có hai website là haiminhtsc.com và haiminhtsc.vn. Fanpage trên Facebook là Hải Minh TSC, giải pháp thiết bị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Và có YouTube, có VH là ứng dụng trên điện thoại và nhóm học nhóm Zalo học cùng chuyên gia với hơn 2.000 thành viên. Các giải pháp sản phẩm vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì công ty nhập khẩu hơn 30 hãng sản xuất độc quyền, có giải pháp cung ứng hơn 600 loại thiết bị khác nhau, chia làm 3 nhóm chính. Nhóm 1 là nhóm thiết bị cơ bản và thiết bị vật lý trị liệu, gồm có thiết bị điện trị liệu, thiết bị thủy trị liệu. Nhóm thứ hai là thiết bị phòng tập phục hồi chức năng, bao gồm có dụng cụ tập phục hồi chức năng, bàn trị liệu dùng trong phục hồi chức năng. Nhóm thứ ba là thiết bị công nghệ cao, bao gồm giảm áp cột sống, vi sét điện trị liệu tần số thấp, điện cực dạng bao cuốc. Mà sắp tới em tí nữa em sẽ giới thiệu cho các anh chị oxy cao áp, máy điện trị liệu thử electron, robot tập phục hồi chức năng, tập phục hồi chức năng thực tế ảo, thiết bị lượng giá trong phục hồi chức năng. Dạ, em xin phép được đi đến phần đầu tiên là hệ thống robot tập dáng đi model MRG B100 xuất xứ Đài Loan. Ở trong cái phần này thì nó sẽ có ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là robot tập dáng đi trong phục hồi chức năng và tính năng và chức năng. Nội dung thứ ba là lợi ích mang lại từ việc phục hồi chức năng chi dưới bằng robot hai queen. Em xin giới thiệu đôi nét về công ty hai queen technology của Đài Loan. Là công ty được thành lập vào năm 1989, là đơn vị đầu tiên về là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ và điều khiển chuyển động. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm có robot giảm tốc, robot công nghiệp y tế với các đặc tính tốc độ cao, độ chính xác cao, đa chức năng và thân thiện với môi trường. Thị trường xuất khẩu của tập đoàn là toàn cầu, xếp thứ 37 trong những công ty tăng trưởng và sáng tạo nhất thế giới năm 2015 của Forbes. Năm 2015 thì hệ thống robot dáng đi MRG B100 được trao giải vàng xuất sắc Đài Loan lần thứ 23. Dạ, về đi vào phần của robot
tập dáng đi trong phục hồi chức năng, thì các kỹ thuật trong phục hồi chức năng hạ thần kinh thì ở như các anh chị đã thấy trên màn hình là robot tập dáng đi của chúng ta sẽ can thiệp sớm vào các cái khâu sâu đột quỵ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là robot sẽ hỗ trợ chúng ta đi bộ dưới tác động của trọng lực, tiếp theo là vận động chuyên sâu và cảm giác thực cho bệnh nhân, vận động dễ dàng bởi hệ thống trợ giúp, và tiếp theo đó là tái tập luyện cường độ cao và cơ chế phản hồi, từ đó sẽ giúp cho cái hệ thần kinh của chúng ta dẻo dai hơn và cải thiện được cái hiệu suất điều trị, tăng độ khó, giảm hỗ trợ từ các thiết bị khác. Sau đây là các thiết bị hỗ trợ kiểu robot tập dáng đi. Thì cái đầu tiên là giường tập vận động tại giường. Tiếp theo là tập tư thế bàn nghiêng. Và sau đó là đến kiểm soát dáng đi và tạo điều kiện tập luyện di chuyển là hai queen. Sẽ đứng lên và tập đi. Sau đó thì sẽ tập dáng đi và theo hệ thống treo cộng khung xương ngoài trên mặt đất và khung xương ngoài. Như ở trên cái biểu đồ của anh chị mình thấy thì hai queen sẽ can thiệp rất nhiều vào cái tạo dáng đi và chỉnh chỉnh dáng đi cho bệnh nhân sau khi mà sau khi đột quỵ và sau khi mà mình tập vận động tại giường và tập ở bàn nghiêng, thì hai queen sẽ can thiệp vào cái bước tiếp theo. Về tính năng và chức năng thì chỉ định áp dụng đối với hệ thống tập dáng đi hai queen là suy giảm khả năng đi lại do chấn thương thần kinh, đột quỵ, tổn thương tủy sống, chấn thương sọ não, đa xơ cứng, bệnh teo cơ chi dưới. Đối với cái hệ thống robot tập dáng đi này thì cái thao tác để mà chúng ta thao tác lên máy và cũng như đưa bệnh nhân lên để tiến hành điều trị thì thời gian mà kỹ thuật viên và bác sĩ mình hiệu chỉnh chỉ mất trong vòng 5 phút thôi. Thì em mời các anh chị xem đoạn clip hướng dẫn chúng ta đưa bệnh nhân lên robot và thao tác. Như trên clip anh chị thấy thì chúng ta sẽ dùng xe lăn đẩy bệnh nhân lên. Thì ở trên cái robot hai queen của chúng ta thì sẽ có một cái belt, cái đai an toàn chúng ta sẽ gắn vào hông, vào vùng eo của bệnh nhân. Sau đó chỉ cần dùng remote điều khiển và hỗ trợ bệnh nhân đứng dậy, không cần quá nhiều kỹ thuật viên và bác sĩ để mà đỡ bệnh nhân. Khi đứng dậy xong thì chúng ta sẽ lập trình cái thông số điều trị của bệnh nhân vào và robot sẽ tiến hành tập dáng đi cho bệnh nhân. Dạ, thì thông qua cái clip vừa rồi thì các anh chị cũng thấy là để mà đưa bệnh nhân vào điều trị và mình thao tác thì nó rất là nhanh, chưa tốn nha, chưa đầy 5 phút của các anh chị. Dạ, trong trong cái robot hai queen thì có 3 mẫu dáng đi cho các cái mục tiêu phản hồi khác nhau. Mẫu dáng đi đầu tiên là uốn khúc cong, uốn khúc hông, kiểm soát tư thế thẳng, thay đổi trọng lượng, giảm khó khăn khi nhấc chân. Mẫu dáng đi thứ hai là tăng chiều dài bước chân phù hợp cho những cái triệu chứng rối loạn dáng đi. Mẫu dáng đi thứ ba là cung cấp toàn bộ hình dáng đi, cải thiện chất lượng mẫu dáng đi. Dạ, còn đây là bản hiển thị cài đặt kế hoạch tập luyện là gồm có là 4 bước: khởi động, tập luyện, tăng cường và làm dịu. Về robot tập dáng đi hai queen thì cái thiết kế an toàn của robot là phát hiện co cứng. Khi mà bệnh nhân có dấu hiệu co cứng cơ chi dưới thì ngay lập tức robot sẽ dừng điều trị. Và ở trên bàn của chúng ta thấy là cũng có hai cái nút màu đỏ hai bên. Thì đó cũng là nút dừng khẩn cấp, khi bệnh nhân muốn dừng thì bấm vào nút đó. Còn khi mà hệ thống robot phát hiện cái triệu chứng co cứng cơ thì ngay lập tức robot sẽ
dừng không điều trị nữa. Dạ, lợi ích mang lại từ phục hồi chức năng chi dưới bằng robot hai queen thì đối với bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ được can thiệp sớm vào các bài tập chuyên sâu, môi trường tập luyện thoải mái an toàn, khả năng dẻo dai, tăng khả năng dẻo dai thần kinh, cải thiện vận động. Còn đối với bác sĩ thì tiếp cận được giải pháp công nghệ cao, đánh giá dáng đi bệnh nhân chuẩn xác và chính xác, tiết kiệm công sức quản lý và thời gian tối ưu. Đối với cơ sở điều trị thì tăng lượng điều trị và doanh thu, nâng cao kỹ thuật, nâng cao tầm đơn vị trị liệu. Dạ, đây là thông điệp của hãng về robot tập yến hai queen. Thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể đi đứng được và bước đi một cách tốt hơn. Hệ thống robot tập luyện dáng đi hai queen không chỉ hỗ trợ về mặt sinh lý cho bệnh nhân mà còn hỗ trợ về mặt tâm lý để bệnh nhân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ, thì đây là cái thông điệp mà nhà sản xuất muốn gửi đến bệnh nhân cũng như là các bác sĩ. Dạ, sau đây em xin qua phần thứ hai là máy kết thúc điện tần số thấp, điện cực dạng bao bao cuốn model G-Tech xuất xứ của Nhật Bản. Thì máy kích thích điện tần số thấp, điện cực dạng bao cuốn là thiết bị tập luyện dành cho những người không có hoặc giảm khả năng tập vận động. Những vấn đề của người giảm khả năng tập vận động là tuổi cao, không thường xuyên vận động, các chứng đau, bệnh lý chỉnh hình, bệnh hô hấp, bệnh tim mạch và hồi sức ICU. Và những người thiếu vận động có nguy cơ nằm liệt giường cao hơn hoặc cần được chăm sóc điều dưỡng. Dạ thì trước màn hình của anh chị đang là các cái điện cực kiểu bao cuốn di chuyển các cơ chi dưới thay thế cho chuyển động tự phát. Thì nó sẽ có hai chế độ là tập luyện. Chế độ thứ nhất là chế độ rèn luyện sức mạnh gây co cứng cơ ở tần số 20 Hz và gây co cơ mạnh và thực hiện bài tập rèn luyện sức bền trong chuyển động tự phát. Chế độ tập thứ hai là chế độ tập thể dục nhịp điệu liên tục co giật cơ ở tần số 4 Hz giống như khi tập thể dục nhịp điệu trong chuyển động tự phát. Dạ đây là cái clip điều trị của máy, em mời các chị bác sĩ cùng xem. Dạ gồm có ba điện cực bao cuốn thì mình sẽ quất ở vùng eo, vùng đầu gối và cổ chân. Đây là chế độ tập aerobic. Và đây là chế độ tập tập vận động với tần số cao hơn. Như các anh chị đã thấy thì khả năng co cứng cơ của nó rất mạnh. Dạ rồi, giờ mình đi đến phần tiếp theo là tính năng của điện cực bao cuốn BSEC. Lợi thế thứ nhất là điện tiếp cận rộng. Đối với điện cực giáng thì nó chỉ tác động được một vùng nhỏ, và nếu như chúng ta muốn tác động được một vùng lớn thì phải dán rất là nhiều điện cực. Còn điện cực dạng bao cuốn thì chúng ta chỉ cần 3 điểm tiếp xúc thôi. Như ở trên màn hình thì anh chị cũng thấy là các điện cực dạng bao cuốn tác động hầu hết các cơ của chi dưới thay thế cho tập vận động tự phát. Lợi thế thứ hai là không đau. Về điểm tiếp xúc lớn, điện cực dán với điện cực thì với diện tích tiếp xúc nhỏ thì nó sẽ gây đau và mẩn đỏ ở vùng điều trị. Còn về điện cực dạng bao cuốn với điện tích tiếp xúc lớn, diện tích điện cực lớn hơn và diện tích tiếp xúc với
da phân tán mật độ điện thế không gây đau, da điện cực co cơ mạnh cũng có thể được thực hiện mà không gây đau. Lợi thế thứ ba là dễ dàng cuốn bao điện cực, dễ dàng sử dụng chỉ bằng cách cuốn vào các điện cực lớn cho phép mọi người có thể thực hiện cùng một liệu pháp bất kể điểm vận động với khả năng tái tạo điều trị cao. Thì ở trên màn hình chị thấy là có hai cái hình ảnh so sánh giữa điện cực dán và điện cực bao cuốn. Sử dụng điện cực dán là điểm vận động và điện cực bao cuốn. Điểm vận động nằm có các mối nối thần kinh cơ dày đặc mà dòng điện được áp dụng để di chuyển cơ. Về phạm vi hoạt động cơ xương khớp thì đây là một những cái nghiên cứu của nhà sản xuất ở bên Nhật. Thì em xin phép được lướt qua cái phần này nhanh, tại vì người ta cũng nghiên cứu chứng minh hết rồi thì em cũng không cần chứng minh lại làm gì. Thì theo cái thông số thống kê của hãng thì cứ 12 người khỏe mạnh được chia thành hai nhóm, 6 người trong nhóm tập tập vận động bằng bicep và 6 người trong nhóm không sử dụng. Trong nhóm vận động bicep được thực hiện trong 20 phút với cường độ là 20 Hz cho hoạt động của cơ xương bao bao gồm cả cơ bên trong được đánh giá bằng PET-CT. Giá trị hấp thu chuẩn hóa trung bình ở nhóm vận động bằng bicep cao hơn đáng kể so với nhóm còn lại đối với cơ mông lớn, cơ mông giữa, cơ mông nhỏ, cơ thẳng đùi, cơ mông bên, cơ mông trung gian, cơ mông, cơ bán gân, cơ bán màng và bắp tay đùi. Hoạt động của cơ xương đồng thời tăng lên ở cơ mông và cơ chi dưới. Thì cái này là cái bản dịch lại của cái phân tích của đánh giá của người ta. Dạ, đây cũng là những cái nghiên cứu về thông số thì này em xin phép được lướt nhanh ạ. Về sử dụng thiết bị bicep là thân thiện với người dùng, trơn tru và thoải mái. Màn hình cảm ứng chạm, sử dụng màn hình cảm ứng với cảm ứng áp suất để nhận ra tính thân thiện với người dùng bằng trực quan tuyệt vời. Về quản lý thông tin, quản lý hồ sơ, trị liệu bệnh nhân và thông tin cơ thể, điện cực của thiết bị dễ dàng vệ sinh và tiết kiệm chi phí. Sử dụng cao su silicon và thiết kế tái sử dụng với tấm điện cực có thể tháo rời tiếp xúc trực tiếp với da để cải thiện tính năng vệ sinh và tiết kiệm chi phí. Em xin kết thúc cái bài giới thiệu về hai cái sản phẩm của bên em. Dạ, em cảm ơn các anh chị bác sĩ và đại biểu đã lắng nghe. Xin cảm ơn anh Phạm Hồng Thái. Và tiếp tục chương trình, xin mời thầy thuốc nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ cao cấp Trần Trọng Hải với bài phần phát biểu định hướng của Chính phủ về phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030. Chào, xin mời thầy. Tiếp tục hay là nếu các anh bạn nào bây giờ tôi cảm thấy rằng là chúng ta cần có nhu cầu phục hồi, ngồi từ sáng giờ nghe rất nhiều điều thì nếu anh chị nào mà khác hoặc là cần nạp năng lượng thì ngoài kia có Hải Minh đã bày sẵn và vẫn từ từ ra, còn tất cả còn lại thì vẫn lắng nghe tôi chỉ trình bày ngắn gọn thôi. Trước hết là tôi rất mừng là được bạn Hải Minh, giám đốc của công ty Hải Minh, mời tôi khi tôi hỏi rằng ở trong này hội nghị là đối tượng là những ai thì bạn ấy trả lời là hầu hết là các đồng nghiệp phục hồi chức năng của miền đồng bằng sông Cửu Long, và đấy là niềm vinh dự vì tôi
cách đây năm ngoái thôi là có tổ chức đại hội hội phục hồi chức năng Việt Nam lần thứ năm, và đại hội lại cũng rất nhất trí bầu tôi làm chủ tịch một nhiệm kỳ nữa, mặc dù tôi đã từ chối vì năm nay tôi cũng đã U80, năm nay 77 tuổi rồi. Nhưng mà tôi nói đây này để giới thiệu một chút, vì tôi sống không tham lam, không thù hận ai, và tôi sống ở quận Long Biên Hà Nội giữa hai dòng sông, sông Hồng và sông Đuống. Cứ buổi sáng mùa hè 5 giờ tôi đi bộ dọc bờ sông, vừa đây gió mát ở dòng sông đi, rồi 4 cây số về ăn sáng uống cà phê rồi về trà mạng, vẫn sống bình thường. Cho nên cuộc sống, chất lượng cuộc sống nó phụ thuộc vào, đừng đam mê quá mức mà cũng đừng có tham. Các đồng nghiệp của tôi là ở Bộ Y tế, ngày xưa tôi làm vụ trưởng của các quốc tế 2 nhiệm kỳ, mà cái thời của tôi rất nhiều anh bây giờ vừa rồi cũng trọng lên là soi lại cái Bộ Y tế. Vì tôi chả tham, tôi chả việc gì, còn một số anh do lòng tham bị tóm hết, bây giờ đang phục hồi ở trong nhà nhà tù. Cho nên là làm phục hồi chức năng nó cho chúng ta một cái niềm tin là chúng ta là những thầy thuốc có tâm, có trí năng, có tâm. Nhưng riêng phục hồi chức năng, tâm và có trí, tâm là quan trọng vì tâm nó thanh thản, và đối tượng chúng ta phục vụ là những người khuyết tật, người bệnh và những người lành có nhu cầu phục hồi chức năng, chứ không phải chỉ người khuyết tật mà ta làm đâu. Đối tượng rất rộng, cho nên nhu cầu phục hồi chức năng hiện nay rất nhiều nơi bảo rằng rất hot. Tuy nhiên là Hà Nội mấy trường đại học ý, tuyển sinh hạn chế nhưng số ghi điểm vào rất đông, mà bây giờ đang phải bàn luận với Bộ Y tế với Hội phục hồi chức năng. Thì tôi vẫn là cố vấn cao cấp của Bộ Y tế về phục hồi chức năng, cứ bộ trưởng hay là các thứ trưởng thì họp về vấn đề phục hồi chức năng là mời tôi và tôi tham dự. Và tôi xin báo với anh các chị là mấy năm qua thì tôi là chủ tịch hội đồng duyệt 500 quy trình kỹ thuật về phục hồi chức năng, mà không biết ở đây các anh các chị có ứng dụng không, ứng dụng được nhiều không? 500 quy trình kỹ thuật ở các bệnh viện phục hồi chức năng ở trong này có làm không, có không? Anh ấy có đấy, cứ hỏi mình trả lời. Thế thì có lẽ các anh các chị cũng chưa biết tôi nhiều vì lần đầu tập hợp lại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và tại Cần Thơ tươi đẹp này, thì tôi rất mừng và gặp các đồng nghiệp ở trong này. Cho nên là tôi xin nói đây, phục hồi chức năng nó cũng làm được rất nhiều việc, không phải là bước thứ ba của y học mà một trong ba trụ cột quan trọng: phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, nó không thể thiếu được. Mà phục hồi chức năng không phải là bị bệnh rồi mới phục hồi, mà nó là bắt đầu sớm ngay từ khi phòng ngừa khuyết tật. Phòng ngừa mới là quan trọng nhất của phục hồi chức năng, phòng ngừa khuyết tật, phòng ngừa tai biến. Cho nên là tôi nói là vừa rồi nhiều cái đóng góp về khoa học kỹ thuật, về đường lối cho Bộ Y tế, phục hồi chức năng các anh các chị biết rồi, người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhà nước ta bị tai biến sau khi đi một tỉnh phía Nam ra, thì ngay lập tức đưa vào một tỉnh táo, và học trò chúng tôi và đồng nghiệp của các anh chị là giáo sư Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng, được gọi đến đánh giá lượng giá lại cho cụ. Thế thì đánh giá xong điện cho tôi là thầy ạ, bây giờ cụ tổng là có những cái này, cái này. Thế là tôi bảo đã có quy trình mà riêng cái đột quỵ là có đến hàng chục cái quy trình, chọn cái nào hợp lý nhất với cụ và kết hợp. Thế là ở đây tất cả bộ chính trị họp vì tình hình khẩn cấp, và y tế cũng xông vào cuối cùng lần 1-2 tháng thoát qua, bây giờ cũng vẫn chỉ đạo, vẫn lãnh đạo đấy, một thành công tuyệt vời như thế. Phục hồi chức năng nó không phải là bước thứ ba của y học, phát triển y học nhưng phòng trong này phòng bệnh chữa bệnh nhiều cái phục hồi chức năng phải phát triển song song đấy.
Cho nên là tôi chỉ là những ai làm về phục hồi chức năng phải tự hào về nghề nghiệp của mình, đừng có bao giờ làm về